Anh em, hôm nay là ngày dịch và ngày đầu tháng các bạn nhá. Thì mình đang chuẩn bị bàn giao cho anh trai cái pha đèn các bạn này. Đấy, tập này thì bên mình không gửi vào hàng nữa các bạn ạ. Thế anh em mà lấy thì anh em chịu khó tại các khu bên nhà mình các bạn nhá. Mình đang chuẩn bị bàn giao cho anh trai cái pha đèn của FVM. Hàng đẹp luôn, nét cứ trong tranh luôn các bạn nhé. À, quá đẹp luôn, tai tự nhiên đặc tính trong vắt luôn. Đó, đèn số số của FVM các bạn nhé. Bác thì đang đợi, bác thì qua bác thì lấy. Để sẵn ra đây, anh em nào những ngày này, dịch này mà cần hàng thì có đưa cho mình nhé. Thì bố trí trước thì mình sẽ đợi ở cửa hàng ạ. Đó, đây là pha của Insu các bạn nhé. Con này thì nó chỉ sau mỗi hàng theo xe thôi, còn hàng này hàng đẹp nhất thị trường. Đó, đèn pha của Isuzu FVM. Đây rồi, anh trai đấy. Đây mình đang để đây cho anh kiểm tra các bạn nhé. Qua kiểm tra bác lại. Anh em nào mà có hàng đèn pha Isuzu FVM thì cũng phải nghe các bạn nhé. Anh ơi, cầm giúp em với. Có cần trả lại không anh? Có cần trả lại không anh? Dạ dạ, thank you anh. Buổi trận hồng, chỉ hai người ngồi hoặc dịch chữ ca để học bài. Này làm thơ xoay các bạn chơi mình có tự tin. Anh ơi, anh gửi anh. Đây đúng nguyên phục kia hả? Chuẩn rồi, 100% rồi. Hàng đúng chuẩn, đen đen căng luôn. Đấy anh thấy đường ấy làm gì có ai chạy ở đường đâu mà chờ xe được. Lần này ai dám chạy xe máy ra đường chốt bắt chết. Anh gửi anh cảm ơn anh nhá. Rồi, ok anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.